Giữa nghi vấn bị chồng tay cắm sừng, Ellie Trần viết status khó hiểu gửi hai con thơ. Ellie Trần cho biết mỗi đêm cô và các con đều thủ thỉ những chuyện về sóng gió cuộc đời và cô nguyện hy sinh tất cả vì hai con. Vừa qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Ellie Trần và ông xã ngoại quốc trục trặc tình cảm. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con liên tục đăng status ám chỉ việc bị chồng phản bội. Người đẹp não nề, vợ đẹp con xinh, đàn ông sẽ không đi ngoại tình là một lý thuyết đẹp đẽ. Nữ diễn viên khát vọng thượng lưu cũng thể hiện tâm trạng bất ổn khi đăng tải đoạn clip khóc nức nở cho biết không muốn bị trầm cảm. Không những vậy, trên tranh fanpage được Ellie Trần lập riêng cho các con, cô có chia sẻ xúc động về tình mẫu tử. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết, mỗi đêm cô và các con đều thủ thỉ những chuyện về sóng gió cuộc đời và cô nguyện hy sinh tất cả vì hai con. Mỗi đêm mami mình vẫn thủ thỉ là cuộc đời sóng gió lắm, nhưng để đổi lấy nụ cười lành lặn trên môi tụi mình, vì má mi cũng sẽ chịu làm và dám làm hết. Tụi mình nghe thì không hiểu gì hết trơn, mà thôi kệ đi. Cứ được, mami dẫn đi chơi là tụi mình vui rồi nè, Ellie Trần viết. Ellie Trần nói về tình mẫu tử giữa đêm bão bị chồng phản bội. Phía dưới bài viết, những người yêu mến bà mẹ ba con Ellie Trần tỏ ra đồng cảm. Họ hy vọng nữ diễn viên và các con sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhìn thấy hai đứa nhỏ là trong lòng hạnh phúc tràn trề rồi, con chính là tất cả hen chị. Cố gắng hạnh phúc vì hai thiên thần nhỏ của mình vẫn cần mami bên cạnh. Dù mệt mỏi đến đâu, khi ôm con vào lòng thì tất cả tan biến hết. Nhiều lời động viên gửi đến bà mẹ bỉm sữa. Ellie Trần được biết đến là người đẹp có gu ăn mặc mát mẻ, phóng khoáng. Thế nhưng về chuyện đời tư, cô luôn tỏ ra kín tiếng, ngoài việc tiết lộ đã có hai con nhỏ. Nữ diễn viên hoàn toàn giấu kín danh tính cha đứa trẻ. Đầu tháng 1, 2019, những hình ảnh về người đàn ông của Ellie Trần bất ngờ bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đó là một người ngoại quốc có vẻ ngoài điềm đạm chững chạc, tuy nhiên Ellie Trần không lên tiếng xác nhận.